Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại giao lộ đường số 54, 55 phường Tân Tạo, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ba người được xác định là tử vong. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân gồm Nguyễn Văn Quốc Hậu, 21 tuổi, quê ở Bình Thuận, Trần Gia Như, 19 tuổi, quê ở An Giang và Trần Thị Tú Trinh, chưa rõ quê quán. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 25 phút tối ngày 18 tháng 8, Hậu chạy xe máy mang biển kiểm soát 86B7-21888 chở theo hai người nữ là Như và Trinh ngồi phía sau. Lưu thông trên đường số 54 hướng từ đường Trần Văn Dầu về đường số 57. Khi đến giao lộ đường số 55 thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 51C01697 do tài xế Thái Tiến Nghĩa, 49 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh điều khiển chạy cắt ngang rồi cán qua người. Hậu quả, hai người chết tại chỗ, một người được chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng cũng đã tử vong. Tài xế xe tải đến trình diện cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Được biết, cả ba nạn nhân đều là công nhân làm việc trong khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, đang trên đường về chỗ trọ thì gặp nạn.